quy định lãnh đạo không được háo danh, thêm một tư duy ngỡ ngẩn của Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà. Trong những ngày đầu năm mới 2024, Bộ Nội vụ của Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà đã có đề xuất quy định tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản lý trong việc đề bạt Thứ trưởng, Tổng cục trưởng, Giám đốc sở và các chức danh cấp cao khác. Cụ thể, phải đáp ứng tiêu chuẩn không háo danh, không tham vọng quyền lực, không để người thân trục lợi, vân vân. Tờ báo tuổi trẻ vào ngày 2 tháng 1 năm 2024 có bản tin với tiêu đề Đề xuất tiêu chuẩn thứ trưởng, giám đốc sở không tham nhũng, quan liêu, háo danh. Bản tin cho biết Bộ Nội vụ đang xin ý kiến về dự thảo nghị định của Chính phủ quy định tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính của nhà nước. Đề xuất tiêu chuẩn thứ trưởng và giám đốc sở không tham nhũng, quan liêu và háo danh đã được đưa ra bản dự thảo quy định các tiêu chuẩn chung về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, trình độ, năng lực, uy tín và sức khỏe, độ tuổi, kinh nghiệm công tác của các quan chức và chức danh trong lãnh đạo. Đặc biệt nhấn mạnh các yếu tố là không tham nhũng, háo danh, quan liêu, cơ hội và vụ lợi, cũng như không tham vọng quyền lực, thực hiện kê khai và công khai tài sản, thu nhập theo quy định của pháp luật mạng xã hội Facebook lập tức có rất nhiều ý kiến bình phẩm về chất lượng văn bản dự thảo này. Đa số thấy rằng văn bản này hoàn toàn mang tính phô trương, hô khẩu hiệu, khoe chữ nghĩa nhưng nội dung hết sức xáo rỗng. Đặc biệt, những tiêu chuẩn được đưa ra cho là hết sức mù mờ, thiếu cụ thể. Đài Á Châu Tự Do cho biết tiến sĩ kinh tế Nguyễn Huy Vũ từ Na Uy đã đưa ra nhận xét về đề xuất trên của Bộ Nội vụ và cho rằng một tiêu chuẩn đưa ra thì phải có những cơ sở rõ ràng để mà xét duyệt háo danh là một tiêu chuẩn mù mờ như thế nào thì gọi là háo danh và như thế nào gọi là không háo danh nó hoàn toàn không có một cơ sở khoa học rõ ràng nào để mà xét duyệt cả tiến sĩ kinh tế nguyễn huy vũ còn chỉ ra mặt trái của dự thảo mà ít người để ý đó là một tiêu chuẩn như vậy đưa ra nó chỉ tạo thêm quyền lực cho cấp trên nhất là những người làm tổ chức họ sẽ dựa vào những tiêu chuẩn mù mờ này để vòi tiền hay chấn áp cấp dưới mà cấp dưới không có một cơ sở nào để kháng cự lại công luận cũng đặt câu hỏi tại sao trong dự thảo kể trên chỉ đưa ra các quy định đối với các chức vụ như thứ trưởng giám đốc sở với quy định không tham nhũng quan liêu háo danh mới được đề bản điều đó có thể hiểu ngược lại là chức vụ trên thứ trưởng như bộ trưởng phạm vệ thanh trà chẳng hạn thì lại được phép tham nhũng quan liêu và háo danh vô tư hay sao. Mà thực tế thì trong thời gian vừa qua, rất nhiều ủy viên bộ chính trị và các quan chức cấp cao đã phải vào tù. Phó chủ tịch tỉnh Yên Bái trong cuộc họp báo về vụ sát hại bí thư chủ tịch Yên Bái vào tháng 8 năm 2016. Những điều việc kể trên thì hoàn toàn phù hợp với đánh giá của dư luận xã hội lâu nay về trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức của nữ bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà. Giới chuyên gia đánh giá Bà Trà về khả năng trình độ yếu không thể đáp ứng được vai trò Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Đó là lý do vì sao các quyết sách hay chủ trương của Bộ Nội vụ mà bà Trà đưa ra luôn là bản sao ý kiến của Tổng bí thư trọng. Văn bản dự thảo vừa kể trên là một ví dụ minh chứng rất rõ. Hơn thế nữa, dư luận cho rằng bà Phạm Thị Thanh Trà là một người phụ nữ thường dùng sắc đẹp để quyến rũ các ông anh có quyền lực. Qua đó, bà kiếm trác danh vọng, tiền bạc và thăng tiến leo cao. Điều mà người ta mỉa mai là điếu ủy ban. Ngay trong trang chân dung quyền lực từng tiết lộ khi còn là giáo viên trường trung học cơ sở thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái, bà trà đã lọt mắt xanh của ông Tô Huy Dứa là cựu trưởng ban tổ chức trung ương. Một nhân vật đặc biệt quan trọng trong công tác nhân sự của Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ đó, bà Phạm Thị Thanh Trà thăng tiến nhanh như tên lửa. Kể cả việc em trai bà, ông Phạm Sĩ Quý, một kẻ tham vọng cộm cán và đẩy tay tiếng, vậy mà vẫn an toàn, không hề bị kỷ luật với khu biệt phủ rộng rãi. Biệt phủ của chùm tham nhũng Phạm Sĩ Quý, em trai bà Phạm Thị Thanh Trà. Được biết, đây không phải là lần đầu tiên tiêu chuẩn để bật cán bộ được bộ ngành đề xuất, song tất cả đều mang tính khẩu hiệu. Nhưng kết quả đã cho thấy có đề ra bao nhiêu quy định, quy tắc để quản lý đạo đức lãnh đạo, quan chức, công chức đều không đạt được kết quả mong muốn công luận là câu hỏi trong vấn đề lựa chọn bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo tổng bí thư nguyễn vũ trọng luôn khẳng định phương châm kiên quyết không để lọt vào ban chấp hành trung ương người có biểu hiện cơ hội chính trị tham vọng quyền lực xù nịnh chạy trọt tham nhũng quan liêu cục bộ vận động cá nhân phe cánh lợi ích nhóm nhưng cuối cùng kết quả ra sao thì dư luận đã thấy rất rõ qua những cuộc bắt giam gần đây. Công luận đặt câu hỏi về đề nghị của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hãy trả lời cho người dân được rõ vì sao bà Phạm Thị Thanh Trà với năng lực trình độ yếu kém Tư cách đạo đức rất có vấn đề sao lại được thăng tiến tột bậc đến như vậy. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo chấm với bản tin Quy định lãnh đạo không háo danh thêm một tư duy ngớ ngẩn của Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo.d Xây tượng đài, cổng trào khổ dân nhưng lại béo quan. Chủ trương lớn của ai đây? Trong dư luận của Việt Nam vẫn luôn tồn tại một câu hỏi, đó là vì sao nhiều tỉnh thành phố lại thích xây tượng đài cổng trào mang tính phô trường trong lúc các bệnh viện luôn ở tình trạng thiếu giường phải nằm ghép trang thiết bị phục vụ cho người bệnh cũng không đủ tại sao có những tỉnh nằm trong danh sách phải xin gạo cứu đói cho dân hàng năm song vẫn sẵn sàng đầu tư hàng chục đến hàng trăm tỷ đồng vào việc xây dựng những tượng đài rất lớn vô bổ khắp nơi Cà Mau quyết tâm xây tượng đài kỷ niệm chuyến tàu tập kết ra Bắc. Tờ báo Việt Nam Express Online vào ngày 2 tháng 1 đưa tin với tiêu đề Cà Mau xây tượng đài kỷ niệm chuyến tàu tập kết ra Bắc. Bản tin cho biết, tỉnh Cà Mau vừa khởi công xây dựng cụm tượng đài kỷ niệm chuyến tàu tập kết ra Bắc vào năm 1954 ở thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời. Dự án còn kèm theo các hạng mục phụ như cầu, đường, bờ kè, bãi đậu xe khu vực tổ chức sự kiện, hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Dự án này dùng cả ngân sách trung ương, cả ngân sách của tỉnh và huy động từ các nguồn khác với tổng kinh phí là 176 tỷ đồng. Toàn bộ công trình nằm trên diện tích đất 10,8 hecta, dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 11 năm 2024, đúng dịp kỷ niệm 70 năm chuyến tàu tập kết ra Bắc vào năm 1954. Điều đáng nói, dự án này được chi với kinh phí lên tới 176 tỷ đồng, tương đương 7,2 triệu đô la, trong khi nhiều năm qua tỉnh Cà Mau vẫn thiếu trường học, thiếu trạm y tế và thiếu cầu đường cho các vùng nông thôn nghèo khó. Dư luận cho rằng khoảng 20 năm trở lại đây, tình trạng các tỉnh, thành phố đua nhau xây tượng đại như một bệnh dịch là một vấn đề nhức nhối trong toàn xã hội. Theo giới chuyên gia, nhu cầu xây tượng đài ồ ạt trong thời gian qua đã cho thấy điều này hoàn toàn không liên quan đến nhu cầu văn hóa, nghệ thuật, thẩm mỹ hay truyền thống của người dân Việt Nam. Mục đích của các dự án này chỉ là để lãnh đạo các địa phương kéo vốn ngân sách trung ương về địa phương của mình để xà xẻo, lấy tiền, chia nhau, bỏ túi. Và số này không hề nhỏ, cũng chẳng ai kiểm tra được. Khi việc xây dựng tượng đài trở thành nhiệm vụ chính trị của địa phương thì chắc chắn không ai dám ngăn cản. Đồng thời, dự án dễ dàng được thông qua với kinh phí được duyệt rất thoáng đó là chưa kể tới việc điều chỉnh sửa đổi thiết kế nên dự toán phát sinh sẽ được nâng giá theo thỏa thuận giữa các bên đây là điều kiện cho các quan chức địa phương tha hồ kiếm trác một điều rất đáng báo động là chất lượng của các công trình tượng đài đa số các tượng đài sau khi khánh thành thì xuống cấp rất nhanh do thi công ẩu bớt xén số lượng và chất lượng nguyên vật liệu nên chỉ sau một thời gian ngắn các di tích tượng đài mau chóng trở nên hoang phế tàn tạ chẳng ai đến nữa. Ví dụ tượng đài ở Đông Triều, Quảng Ninh trị giá 25 tỷ đồng bị xét đánh vỡ chóp vì không có cột thu lôi sau khi khánh thành 10 tháng. Còn tượng đài mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Tứ trị giá 411 tỷ đồng ở Quảng Nam chỉ sau hơn một tuần khánh thành đã bong chóc gạch lát nền phía trước tượng đài. Thiết kế tượng đài được lựa chọn để xây dựng tại Cà Mau dù rằng công luận và truyền thông nhà nước đã từng lên tiếng rất nhiều về vấn đề này, nhưng xem ra việc xây tượng đài rất khó chặn. Bởi nguồn lợi này quá béo bở đối với các quan chức ở địa phương. Vấn đề đặt ra hiện nay là tại sao nhà nước không bớt các dự án xây dựng tượng đài, cổng trào ở các khu địa phương trên toàn quốc để dành ngân sách đó cho các vấn đề an sinh xã hội như xây thêm bệnh viện, trường học và các công trình phúc lợi cho người dân. Đó là một vấn đề cấp thiết. Một số người dân ở Việt Nam và phóng viên của Thời báo .d có dịp tiếp xúc cho rằng phát triển văn hóa cũng cần nhưng nên dành ngân sách để lo cho những vấn đề thiết thực hơn như đầu tư vào cơ sở hạ tầng, đầu tư vào bệnh viện, trường học hay xóa đói giảm nghèo cho người dân vì còn rất nhiều vùng sâu, vùng xa, khó khăn. Còn việc đổ tiền tỷ ra xây tượng đài thì dân chẳng được hưởng gì trong khi đa phần người dân Việt Nam lo ăn còn chưa xong còn hơi đức đâu mà ra để ngắm tượng đài. Theo thống kê, điển hình ở tỉnh Thanh Hóa, các dự án xây dựng tượng đài trở thành một chiến lược làm giàu cho lãnh đạo ở tỉnh này. Cụ thể, vào tháng 8 năm 2022, Thanh Hóa khởi công xây dựng tượng đài khu lưu niệm đồng bào cán bộ chiến sĩ và học sinh miền Nam tập kết ra Bắc với trị giá lên tới 255 tỷ đồng. Vào ngày 21 tháng 2 năm 2023, Thanh Hóa khởi công xây dựng một khu công viên tưởng niệm 64 giáo viên và học sinh đã hy sinh khi bảo vệ đê sông Mã trong năm 1972 trị giá tới 125 tỷ đồng. Ông Tổng Bí Thư giá nua của Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng Đắk Nông là một tỉnh nghèo ở Tây Nguyên với tỷ lệ hộ nghèo chiếm tới gần 28%. Vậy mà tỉnh này mới công bố khánh thành tượng đài anh hùng Trang Lương với tổng kinh phí đầu tư lên tới 167 tỷ đồng. Chủ trương xây dựng tượng đài có ý nghĩa thần túy, phục vụ cho công tác tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam. Mặt khác, các quan chức cũng được sơ mối rất khá. Và nó chính là động lực để các quan chức nghĩ đủ cách để mà dựng lên tượng đài. Hết cái này đến cái khác, cái sau phải to hơn cái trước. Xây dựng tượng đài rất dễ tham nhũng, tỷ lệ xa xẻo trong các công trình xây dựng tượng đài có thể lên mươi 60-70% trong khi các công trình xây dựng bình thường chỉ có mức khoảng 30 đến 40%. Đó là lý do vì sao lãnh đạo các địa phương ở Việt Nam rất say mê xây dựng tượng đài và cổng trào mặc kệ dân thiếu đói. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.d với bản tin Xây tượng đài, cổng trào, khổ dân nhưng béo quan tham, chủ trương lớn của ai? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời Báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời Báo .de.